Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nha. Đây là những cái gia vị mà làm nước chấm vịt quay hay là vịt xào sa tế hay là vịt chiên nướng rồi các bạn. Đây là củ hành tím xay nhuyễn. Đây là nước mắm, 3 muỗng nước mắm. Còn đây là 3 muỗng đường, 4 trái ớt, tiêu lốp xay, 3 quả tắc. Còn đây là nấm mèo. Đây là tương ớt. Đây là nước tương tam thái tử. Nước tương này rất thơm mà ngon các bạn. Thôi giờ Phúc dừng máy để bắt đầu làm nước chấm thịt nướng và vịt quay nha các bạn. Đây nè các bạn. Đây là tỏi xay và củ hành tím xay nhuyễn luôn các bạn. Thôi giờ mình bỏ tương ớt vào các bạn. 4 muỗng tương ớt thôi các bạn. Đây là 3 muỗng nước mắm các bạn. Bây giờ mình sắc ớt vào các bạn. Tí xíu xong mình xay bỏ vô máy xay tối, mình xay nhuyễn ra rồi mình sẽ nấu lại tí nữa các bạn. Cho cái nước sốt nó ngon các bạn. Còn đây là tương ớt lỏng. Cái này là đường mía, 3 muỗng đường và 1 muỗng tiêu lớp xay. Chúng ta đổ đây hết đi. Còn đây là nấm mèo các bạn. Đây các bạn. Nhiều quá ta, mã tô nhỏ. Mấy lỏng. Phúc làm nước chấm vịt quay, Phúc tưởng đâu là làm muối ớt chanh nên là bỏ vô máy xay tối xay. Phải là cái xíu mình bắt đầu nấu lại thôi các bạn. Còn đây là 3 trái tắc. Mình nặng vô đây đó, mình lấy cái hạt ra các bạn. Thơm lắm các bạn. Trái tắc thơm. Bây giờ mình vớt hạt tắt ra các bạn. Thơm lắm các bạn. Thơm mùi tắt. Đây các bạn. Tắt đây ra các bạn. Còn đây là tương tam thái tử các bạn. Giờ mình sẽ cho vào. Tương tam thái tử rất thơm các bạn. Ngon lắm các bạn. Đó giờ Phúc thích ăn nước tương tam thái tử. Tô này nhỏ quá. Xong rồi chúng ta sẽ bắt lên để nấu nha các bạn. Nấu cho nó chín cái nấm mèo các bạn. Wow, thơm lắm các bạn. Cái này chấm vịt quay hay vịt nướng, gà nướng rất ngon các bạn. Nhưng mà vịt đã ngon hơn. Rồi, thôi giờ chúng ta sẽ bắt lên bếp ga để nấu nha các bạn. À quên, nay tìm bữa bốn rồi cái gì cũng quên cho các bạn. Đây là 3 muỗng nước lọc nữa các bạn. Chắc tìm mỗi năm luôn, chắc tắm rồi không biết tượng quân nhưng vô nhà luôn các bạn. Thôi giờ Phúc dừng máy để bắt đầu bắt lên bếp ga để nấu các bạn. Đây là các bạn, Phúc đã bắt lửa lên rồi các bạn. Thôi mình đổ cái nước chấm vào nấu cho sôi cho nó chín cái nấm mèo các bạn. Wow, thơm ghê luôn các bạn. Nấu cho nó sạch sạch tí các bạn.
ngon lắm các bạn, thơm lắm các bạn. Mình nấu khoảng 7 phút thôi các bạn, cho nó sôi lên thôi các bạn. Đây này các bạn, cái nồi nước chấm vịt quay nó cũng sôi rồi các bạn, với lại cái nấm mèo nó chín rồi các bạn. Này các bạn, rồi giờ Phúc tắt lửa và đổ vào tô các bạn. Hôm nay Phúc chia sẻ với các bạn cái cách làm cái nước chấm vịt quay các bạn. Thì các bạn cứ làm ăn tự đi, rất ngon các bạn. Hôm nay Phúc xin chúc cho các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha các bạn. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi giờ Phúc đổ cái nước chấm ra các bạn. Đổ ra ngoài cái tô các bạn. Đây nè các bạn. Cái tô nước chấm vịt quay Phúc đã làm xong các bạn. Nấm mèo đầy đủ các bạn. Rất thơm ngon các bạn. Các bạn cứ làm ăn thử đi. Rất thơm ngon các bạn. Thôi Phúc xin nói là tạm biệt các bạn nha. Các bạn hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, rất thơm các bạn. Ngon lắm các bạn.